Từ lực Bookstore và Đinh Quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả. Sau đây là một điểm tin và bình luận chiều thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2020. Chính phủ Anh Quốc vừa loan báo một số những biện pháp mới nhằm mục đích ngăn chặn đà lây lan của coronavirus. Theo những quy định mới này thì tất cả những cuộc tập trung đông trên 6 người ở ngoài trời và ngay ở trong nhà cũng sẽ bị giới hạn và ngăn cấm. Lệnh mới này không áp dụng cho trường hợp học sinh đi học trong các lớp học nơi công sở, tư sở, những đám cưới, đám ma và một vài trường hợp các sinh hoạt thể thao mà giới y tế phải bảo đảm rằng cái sự tập trung đó không thể lây lan coronavirus. Thủ tướng Anh Boris Johnson dự trù sẽ có một cuộc họp báo sớm để loan báo chi tiết tất cả những biện pháp của lệnh mới này. Chính phủ Anh lo ngại rằng coronavirus sẽ tiếp tục tăng cao sau khi số ghi nhận vào hôm Chủ nhật vừa qua. Số lây nhiễm mới lên tới 3.000 người. Ba quốc gia nằm trong vương quốc Anh đó là Scotland, Wales và Northern Ireland không áp dụng những quy định giãn cách xã hội mới và giới hạn số người tập trung như là Anh Quốc vừa mới loan báo. Tổng giám đốc của hãng sản xuất dược phẩm Pfizer là ông Albert Bourla vừa mới trả lời một cuộc phỏng vấn báo chí. Ông nói rằng không thể nào hủy hoại uy tín hàng trăm năm của công ty mà và không thể bị áp lực từ bên ngoài để công ty phải đi tắt nhằm mục đích có vaccine sớm uh, uh, ngăn ngừa coronavirus. Tổng giám đốc của uh, Pfizer nhấn mạnh rằng. Nếu mà đi tắt như thế, tức là trái với tất cả những quy định của công cuộc nghiên cứu của những nhà khoa học. Lời tuyên bố của ông Albert Butler được đưa ra trong bối cảnh mà hiện nay tại Hoa Kỳ thì Tổng thống Donald Trump đã ít nhất là hai lần nói rằng vaccine sẽ có rất sớm và có thể sớm trước ngày bầu cử 3 tháng 11. Bác sĩ Anthony Fauci của nước Mỹ thì nói rằng ông không nghĩ rằng vaccine có thể có sớm được như vậy và ông cho rằng hạn định mật sớm nhất của vắc ngăn ngừa coronavirus có thể đưa ra cho các um, tiểu bang cung cấp cho dân chúng là vào khoảng độ cuối tháng 12 này hoặc là đầu năm 2021. Trong khi đó thì kết quả một cuộc nghiên cứu của báo USA Today và Subfold uh, cho thấy rằng 2/3 cử tri của Mỹ nói là họ sẽ không muốn chích vắc ngừa Covid-19 cho dù vaccine được phân phối rộng rãi cho dân chúng trong thời gian sắp tới. Và cứ 4 người thì trong đó có một người nói rằng dứt khoát không bao giờ trích vaccine ngăn ngừa COVID-19. Cũng theo cuộc nghiên cứu của Yesterday Today và Subfold, thì 2 phần 3 uh, trong tổng số 1.000 cử tri mà trả lời cuộc phỏng vấn của Yesterday Today, thì trong đó có 67% nói rằng họ sẽ chờ cho những người khác chích vaccine cái đã, thử xem có an toàn không, rồi lúc đó họ mới chích vaccine. Cuộc nghiên cứu này đưa ra con số là 44% đồng ý là sẽ chích vaccine ngay khi cái loại thuốc này có mặt trên thị trường. Trong khi đó thì 23% cử tri trong tổng số 1.000 người đó nói rằng sẽ không bao giờ chích vaccine cả. Trên cháy tên là El Dorado tại khu vực Yucaipa ở tiểu bang California đã thiêu rụi 6, xin lỗi quý vị, 8.600 acre và các lực lượng cứu hỏa của California chỉ mới dập tắt được ngọn lửa vào khoảng 7% mà thôi. Ngọn lửa bùng phát vì một gia đình đốt lửa trại trong bữa tiệc nhằm loan báo giới tính của đứa con vừa chào đời. Theo tin của tờ Los Angeles Times, thì gia đình này có thể sẽ bị phạt nhiều triệu đô la. Và nếu tòa công bố án phạt, thì số tiền này sẽ được dùng để bồi thường cho các thiệt hại do trận cháy gây ra. Sở cứu hỏa tại Yucaipa nói rằng gia đình này bất cẩn chứ không cố ý, nhưng đã vi phạm những quy định khi đốt lửa gây thiệt hại nhà cửa, tài sản, đất đai và cây rừng của tiểu bang. Trận cháy bắt đầu bùng phát lúc sáng thứ bảy vừa qua tại El Dorado Ranch Park, ở thành phố UKpa uh, nằm vào khoảng 76 dặm về phía đông của Los Angeles và ngọn lửa từ đó đã lan ra phía bắc của Los Angeles khiến cho cảnh sát phải ra lệnh di tản dân sống dân cư sống tại các thành phố Oak Glen, Mountain Home Village và Forest Falls. Sau đây xin mời quý khán giả theo dõi mục bình luận và chúng tôi chọn chủ đề ngày hôm nay là bảo vệ nguồn tin. Nguyên tắc đạo đức của nhà báo. Xin được tóm tắt uh, hầu quý khán giả là hôm uh, mùng 3 tháng 9 vừa qua, tức là thứ năm tuần trước thì uh, tờ báo The Atlantic uh, của Mỹ đã chạy một cái bài trong đó nói rằng đã trích thuật bốn nguồn tin của bốn viên chức cao cấp tòa Bạch ốc mà không muốn tiết lộ tên tuổi cho biết là trong chuyến viếng thăm nước Pháp năm 2018, thì Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một số những lời nhận định mang nội dung miệt thị quân đội Hoa Kỳ. À, theo những tờ báo này, à, cho biết rằng bốn nguồn tin đó nói là Tổng thống Trump cho rằng những binh sĩ mà đã thiệt mạng tại chiến trường Âu Châu à, trong trận đại nhất thế chiến à, là những kẻ khờ khạo và là những người thua cuộc. À, thưa quý vị, cái bản tin đó đã tạo ra một cái trận bão ở trên tất cả mọi đài truyền hình, radio và báo chí không những tại Mỹ mà ở trên thế giới nữa. Thì chỉ một ngày hôm sau thôi tức là ngày mùng 4 tháng 9 thì tất cả những cái tin tức đó đã được những tờ báo như là New York Times, UPI, Washington Post và nhiều báo khác nó xác nhận rằng bốn nguồn tin nói như thế là đúng. Và đài Fox News là một đài mà từ trước tới giờ vẫn thân tổng thống Donald Trump thì cô nữ ký giả Jennifer Griffin đã thuật lại bản tin đó và còn nhấn mạnh rằng cô đã phỏng vấn được hai viên chức của tòa bạch ốc và hai viên chức đó khẳng định tới hai lần là tất cả những điều gì mà tờ The Atlantic loan tải là hoàn toàn đúng sự thật. Tổng thống Donald Trump đã phủ nhận tất cả những tin tức được đưa ra từ Fox News, của Washington Post, của The Atlantic và tổng thống trump nói rằng đó chỉ là những tin tức bịa đặt láo khoét và không có một cơ sở nào, một bằng chứng nào để chứng tỏ là thật cả. ông còn chỉ trích là tờ atlantic là một tờ báo sẽ không thọ lâu đâu, bởi vì dân chúng sẽ không đọc nữa. À, tòa bạch Cốc còn uh, nói rằng tham vụ báo chí nói rằng uh, những người mà gọi là những nguồn tin bí mật đó uh, chắc là không có hiện diện trên cõi đời này. đó là phần tóm lược thì thưa quý vị um, khi những tin tức này loan ra uh, cho tới chiều ngày hôm qua thì tờ The Atlantic còn nói rằng cái bản tin đó uh, do uh, tờ báo loan tải đó thực sự ra là của ký giả Jeffrey Gilbert cũng là chủ biên của tờ The Atlantic và uh, ông Jeffrey nhấn mạnh rằng ông sẽ không bao giờ rút cái bài báo đó xuống bởi vì tất cả những nguồn tin mà tờ The Atlantic có được hoàn toàn đúng chứ không có bịa đặt như lời chỉ trích của tổng thống Donald Trump và họ cương quyết bảo vệ cái nguồn tin tức là bốn người trong tòa bạch ốc đã tiết lộ tin này sẽ không bao giờ nói cái điều đó là cả. thì cho tới phút này đã nhiều sự đồn trong dư luận rằng có thể là ông tướng John Kelly là người từng là Tránh uh, văn phòng của Tổng thống uh, Donald Trump tiết lộ nguồn tin đó Mình không biết nhưng mà ít nhất là có một lời đồn cho rằng Một trong bốn nhân vật mà tiết lộ nguồn tin là ông John Kelly Thì vấn đề được đặt ra như thế này uh, Những nguồn tin đó khả tín đến mức độ nào Và tại sao mà các nhà báo phải bảo vệ những nguồn tin như vậy Nhân cái chuyện của tờ báo The Atlantic thì chúng tôi cũng xin được thuật lại một cái chuyện trong lịch sử cận đại của nước Mỹ đó là vụ um, Watergate một cái vụ tai tiếng chính trị lớn lắm xảy ra vào năm 1972 uh, bê bối liên quan đến một cái hồ sơ Mà được đặt tên sau này là Watergate và chính vì cái hồ sơ đó mà năm 1974 tổng thống Richard Nixon đã buộc phải từ chức cái vụ nó như sau nếu một người nào đã từng sống trong khu vực Washington DC và Virginia đó khi mà lái xe ở trên xa lộ 50 từ Virginia đi vào Washington DC thì nhìn bên tay trái sẽ có một cái tòa nhà hình màu tròn đó là cái tòa nhà Watergate nơi mà cơ quan FBI nói rằng đã bắt được 5 người đột nhập vào cái trụ sở của đảng Dân Chủ tại khách sạn Watergate vào ngày 17 tháng 6 năm 1972 Cơ quan FBI tức là văn phòng điều tra liên bang của Hoa Kỳ đã cứ lần mò ra và sau đó họ biết rằng đây là một cái chiến dịch do thám về phía đảng cộng hòa mà lúc đó là tổng thống richard nixon đang lãnh đạo nước mỹ và cái ban tham mưu và chiến dịch tranh cử của tổng thống nixon trong nhiệm kỳ 2 đó đã chủ mưu cái vụ này để nhằm mục đích là nghe lén thử xem về phía đảng dân chủ họp cái gì ờ, trong cái bối cảnh mà ông uh, nixon đang tranh cử với đối thủ chính trị của đảng dân chủ là nghị sĩ liên bang Tiểu bang sau Dakota là ông George McGovern Thì cái vụ đó kéo dài khá lâu Cũng điều tra cứ tiếp tục và không còn cái gì chối cãi được nữa Đây là cái uh, âm mưu dò thám đối thủ của phía Tổng thống Richard Nixon Nhưng sau đó thì tin tức được tiết lộ trên tờ Washington Post Mà hai nhà báo viết khá rõ ràng chi tiết về cái diễn tiến của cái âm mưu đó Là nhà báo Bob Woodward và kartberstan thì uh, vì chính hai bài báo đó với tất cả những bằng chứng mà không thể chối cãi được uh, cho nên quốc hội đã lập ra một ủy ban điều tra và sau khi một quốc hội đi tới những kết luận chắc nịch rằng đây là một cái âm mưu uh, của phía đảng cộng hòa của tổng thống uh, richard nixon uh, muốn uh, do thám đối thủ để nhằm mục đích triệt hạ đối thủ trong cuộc bầu cử uh. Thì Tổng thống Nixon chỉ còn có hai con đường để chọn lựa Một là phải từ chức Hai là ông sẽ phải đối diện với một uh, cuộc truy tố để dẫn tới việc luận tội Mà nếu luận tội thì nặng chứ không có nhẹ Ông từ chức thì uh, chắc chắn là cái vị Tổng thống um, kế nhiệm uh, Theo truyền thống của nước Mỹ sẽ tuyên bố tha cái tội đó cho ông Nixon Và ngày 9 tháng 8 năm 1974 Hình ảnh giờ phút này cứ lên tìm ở trên Uh, Internet chúng ta sẽ thấy ngay là ông Nixon giơ hai tay đã đứng trước cái chiếc uh, Marine One là chiếc trực thăng dành cho Tổng thống đó. Ông tuyên bố ông từ chức và ông rời khỏi tòa Bạch Ốc ngay. Thì thưa quý vị, mãi từ năm 1974 khi ông Nixon rời khỏi chức vụ lãnh đạo tòa Bạch Ốc cho tới 30 năm sau, dư luận cũng không biết làm cách nào mà hai nhà báo Bob Woodward và nhà báo Carter Bernstein có thể có được một cái nguồn tin bí mật đến như thế với tất cả mọi chi tiết để khiến ông Nixon không có cãi vào đâu được trong cái chuyện đó cả. Thì cho tới tháng 5 năm 2005, tức là 30 năm sau, thì cái tên tuổi của cái nguồn tin đó mới được tiết lộ. Trong suốt 30 năm, báo chí chỉ dùng một cái mật danh tên là Deep Throat Uh, để nói về cái người cái nguồn tin bí mật đó mà đã tiết lộ cho hai nhà báo trên tờ Washington Post thôi, Deep Throat là ai. Tháng 5 năm 2005 thì chính Deep Throat mới công bố trước vài tháng trước khi ông từ trần vào năm 90 tuổi. Ông tên là ông Mark Felt là nhân vật thứ hai của cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI. Tức là một nhân vật cao cấp trong ngành an ninh và tình báo của nước mỹ mà ông đã đưa những chi tiết đó ra thì không cách nào mà có thể bảo rằng đó là những tin uh, sai lập uh, fake news hoặc là láo quét được uh, dẫn tới cái sự từ chức của tổng thống richard nixon thì cái câu hỏi được đặt ra là hai ký giả của tờ washington post tại sao phải giữ bí mật tuyệt đối về nhân dạng của Deep Throat, tức là ông Mark Felt tới mức độ như vậy. Trong nghề làm báo nó có một nguyên tắc. Nguyên tắc đó là nếu một người nào ở trong chính phủ, một người nào ở ngoài hoặc là bất kỳ cá nhân nào tiết lộ cho một nhà báo một cái tin mà nhà báo đó sau khi tìm hiểu, điều tra đó thì thấy rằng cái tin nó xác thực đúng như thế thì bài báo được viết ra và không bao giờ được tiết lộ danh tánh của cái người đã nói khởi đầu cho mình biết cái tin đó cả. Bởi vì một nhà báo mà phạm một cái lỗi lầm đó, sau này thì không còn uy tín gì nữa cả. Và nếu muốn phỏng vấn ai, muốn đi tìm hiểu điều tra một vụ gì đó sẽ không ai muốn trả lời, bởi vì mình đã phạm vào một cái lỗi lầm đạo đức căn bản của nghề nghiệp. Chúng tôi đưa một thí dụ. Trước năm 1975, lúc đó phát ngôn viên của chính phủ Việt Nam Cộng hòa là nhà báo bùi bảo trúc ông rất nổi tiếng khi mà ông ra hải ngoại này với tên ký mục gia bùi bảo trúc uh, viết cho nhiều nhật báo và trên đài phát thanh với cái loạt bài là thư gửi bạn ta đó mà có rất nhiều người trong đó có nhà văn mai thảo phải nói rằng uh, không đọc bùi bảo trúc thư gửi bạn ta mỗi ngày thì thiếu một cái gì đó ông nổi tiếng lắm thì trong một lần mà ông nói chuyện với uh, ba nhà báo ở tại một cái quán cà phê ở trên đường tự do ông có tiết lộ một cái tin về phía chính phủ Việt Nam Cộng Hòa à, chúng tôi cũng không muốn nhắc lại chi tiết cái chuyện đó thì một trong ba nhà báo ngồi trong bàn đó đã được ông Bùi Bảo Trúc dặn kỹ rồi các anh chỉ được nghe thôi cho biết thôi để làm background tức là hiểu được tình hình nó như thế nào thôi nhưng mà tuyệt đối không được loan cái tin này không bao giờ được loan cái tin này cả thì cái anh nhà báo kia cảm thấy rằng đây là một cái cú rất là ngoạn mục trong nghề nghiệp của mình cho nên bèn loan tin mà lại phạm một lỗi lầm nữa nói rằng đó là phát ngôn viên của chính phủ bùi bảo trúc nói thế là ông bùi bảo trúc bị gọi lên cấp trên ở lúc đó là ông hoàng đức nhã gọi lên khiển cho một trận về cái tội là tại sao lại đi nói một cái, một cái tin như vậy thì kể từ đó ký mục gia bùi bảo trúc không bao giờ nói một cái điều gì có tính cách đáng tin cậy với các nhà báo mà đã tiết lộ nguồn tin ra cả nguyên tắc đạo đức là như vậy thì thưa quý vị um, bây giờ đã trở lại cái vụ của tờ The Atlantic và um, cô ký giả của tờ Fox nói về cái vấn đề mà tổng thống Donald Trump đã có những ngôn ngữ có nội dung miệt thị đối với quân đội. Uh, cô nữ ký giả Jennifer Griffin uh, của đài Fox khẳng định với báo chí rằng nguồn tin đó là hoàn toàn chính xác, không hề bịa đặt, không thể dựng chuyện gì cả. Thì tổng thống Donald Trump đã yêu cầu ban giám đốc của đài Fox đuổi cô cái lời yêu cầu đã được đưa ra cách đây một khoảng 3 ngày, nhưng mà cho tới phút này thì Fox News có vẻ vẫn giữ lập trường của mình. À, mặc dù là thân Tổng thống Trump nhưng mà họ cũng giữ nguyên tắc là không thể nào vì áp lực mà phải đuổi một phóng viên của mình. Nếu mà cái người phóng viên đó đã khẳng định với Fox News và với những tờ báo khác rằng nguồn tin của cô ấy có được là hoàn toàn chính xác. Thì thưa quý vị, cái câu hỏi được đặt ra là tại sao Deep Throat, tức là cái người bí ẩn trong cái vụ Watergate, là ông Mark Felt hành động như vậy. Theo cách nhìn của chúng tôi, ông Mark Felt dù là một nhân vật thứ hai của cơ quan FBI, tức là phải tuân phục tất cả mọi chỉ thị của chính phủ, tức là của Tổng thống, nhưng mà ông đã hành xử với tính cách là một công dân Hoa Kỳ với lương tâm của ông. Ông nhận xét thấy rằng, theo cá nhân tôi thôi, là ông cảm tưởng tôi có cảm tưởng là ông đã quyết định như vậy dựa trên một cái nguyên tắc đạo lý của công dân hoa kỳ là thấy một cá nhân cho dù đó là tổng thống richard nixon khi mà cho người đi dọ thám đối thủ phía đảng dân chủ đó, thì đó là một cái hành động vi phạm hiến pháp và nguy hiểm hơn nữa là hành động đó nếu mà không bị trừng phạt truy tố hoặc là buộc tổng thống phải từ chức á nó sẽ là một cái tiền lệ để cho những người khác có thể dùng quyền lực của mình do thám đối thủ hoặc là đưa ra những áp lực mà nó dẫn tới cái hậu quả đáng sợ nhất đó là hủy hoại dần dần cái nền dân chủ và tự do của nước Mỹ. Tôi nghĩ và tôi có cảm tưởng rằng chắc là không sai lắm là một người mà đứng thứ hai trong cơ quan FBI mà hành động như vậy là phải dựa trên nguyên tắc về đạo lý lương tâm bảo vệ hiến pháp và bảo vệ nền dân chủ của Hoa Kỳ. Còn cái trường hợp mà các ký giả của tờ The Atlantic, của đài Fox News và những tờ báo khác, giờ phút này nêu lên cái chuyện của Tổng thống Donald Trump là có những ngôn ngữ mệt thị quân đội đó, thì thực sự Gian chỉ nêu lên một cái uh, sự kiện là có những lời nói như vậy của một nhà lãnh đạo mà thôi. Chúng tôi uh, vẫn đề nghị rằng uh, chúng ta có một cái khoảng cách. Uh, người mỹ người ta gọi là benefit of the doubt tức là lúc nào cũng dành cho mình một cái sự dè chừng là biết đâu cái nguồn tin nó không chính xác tức là chúng ta vẫn uh, đặt một cái giả thuyết là bốn nguồn tin của tòa bị ốc báo cho các nhà báo để biết như vậy nhưng mà có thể là không chính xác hoặc có thể là dựng câu chuyện mình không biết phải có thời gian nhưng mà thực sự cái hậu quả của cái chuyện này nó không dẫn tới cái, cái hậu quả như là tổng thống richard nixon bởi vì tổng thống Richard Nixon vi phạm hiến pháp bằng cách nghe lén đối thủ còn cái chuyện mà tổng thống donald trump có phát biểu giả dụ thật là như thế là tổng thống donald trump có nói những cái lời mà mang nội dung miệt thị quân đội đó thì cái điều đó có tính cách cá nhân và tổng thống trump sẽ chịu trách nhiệm với dân chúng mỹ và dân chúng mỹ này không phải là uh, uh, hiểu theo có nghĩa là những uh, quần chúng mà xuống đường lên đường biểu tình mà dân chúng Mỹ này, theo hiến pháp đó, là những người sẽ cầm lá phiếu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử. Ảnh hưởng hay không mình không biết. À, cho tới bây giờ chưa thấy một tờ báo, một cơ quan ngôn luận nào đặt ra vấn đề là sau những bài báo của tờ The Atlantic, cái bài phỏng vấn của cô nữ ký giả Griffin, đài Fox, thì đã ảnh hưởng như thế nào đối với những cử tri của Hoa Kỳ à, sắp bỏ cử sắp tới không biết là những người đang ủng hộ tổng thống Trump có bị ảnh hưởng gì không vì hai bài báo đó, những người mà chống tổng thống Trump có dùng đó như là một cái phương tiện để mà tiếp tục chỉ trích hay không thì chúng ta không thấy rằng có cơ quan nào truyền thông nào đã làm một cái cục nghiên cứu về chuyện đó. Nhưng mà rút kinh nghiệm của những cuốn sách hồi ký gần đây từ những cuốn của ông John Bolton cho tới cô Mary Trump cho tới ngày hôm qua là cuốn của Michael Cohen và sắp sửa tới đây là có cái cuốn của ông uh, viết về tổng thống Trump mà cái tựa đề là Rage chúng tôi dịch là cơn thịnh nộ hoặc là tức giận ấy Thì uh, một cái nghiên cứu cho thấy rằng những cái cuốn sách đó nó sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu đối với những người mà đã chọn lựa uh, cái lá phiếu của mình bỏ cho ai. Thành thử ra cái câu chuyện Watergate, cái câu chuyện của The Atlantic và Fox News đó, chỉ uh, cho thấy rằng cái đạo đức của nhà làm báo là không được tiết lộ nguồn tin mà thôi. Uh, trong lịch sử của Hoa Kỳ, báo chí của Hoa Kỳ cũng đã có ký giả chấp nhận phải đi tù, chứ họ không chịu tiết lộ nguồn tin gì cả. Bởi vì họ nói nếu mà bắt họ phải tiết lộ nguồn tin, tức là họ phản lại cái nguyên tắc đạo đức của họ. Hình như thưa quý vị, uh, chúng ta sẽ chờ đợi thì xem. Cái chuyện này nó chỉ có tính cách uh, emotion, tức là uh, cảm tính thôi về vấn đề là thích hay không thích Tổng thống Trump khi mà nếu quả tình Tổng thống Trump có nói những điều đó dựa theo những nguồn tin mà mai sau này chúng ta mới biết rằng có thể là 5 năm nữa, 10 năm nữa, uh, mọi việc nó lánh dịu đi đó. Thì lúc đó các nhà báo mới tiết lộ, rằng, ô 4 cái ông của Tòa Bạch Ốc nói điều đó là ông A, ông B, ông C, ông D này. Nhưng mà tác dụng ra sao về mặt pháp lý đối với Tổng thống Trump thì hoàn toàn không có bởi vì đó là lời phát biểu cá nhân mà đã là cá nhân thì có quyền nhận xét về một người tốt hay xấu, à, cho dù cái nhận xét cá nhân đó phát sinh từ vị lãnh đạo đất nước chẳng nữa đó thì nó cũng chỉ ảnh hưởng tới cái quyết định của người cử tri đi bầu mà thôi. Thành ra chúng ta không thể nói cái điều gì khác hơn được. Nhưng mà um, tóm lượng, tóm tắt lại về cái chuyện một nhà báo phải bảo vệ nguồn tin, à, chúng tôi nhớ một cái câu thơ của nhà thơ Phùng Quán ông nói rằng cái người làm siếc thì, đi dây rất khó nhưng không khó bằng làm nhà văn bởi vì phùng quán là một nhà thơ nhưng mà chúng ta có thể đổi chữ nhà văn đó lại thành người làm siếc đi dây rất khó nhưng mà chưa khó bằng những người làm báo nếu mà làm báo một cách chuyên nghiệp trong bất kỳ thời đại nào cũng thế thời đại Watergate 1972 hoặc thời đại ngày hôm nay là năm 2020 Xin chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong mục điểm tin sáng ngày mai. Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh nấm linh chi bạch quả hoa cúc mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất là một thực phẩm bổ dưỡng muốn ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet xin gọi một tám tám hoặc ghé trang nhà tự lực dot com